Con người càng ngày họ hướng đến khoa học, hướng đến cái sự phát triển của xã hội. Đạo đức càng ngày càng giảm, giảm đạo đức xuống. Bây giờ mà nhiều người mình nói đạo đức, có những người người ta còn nghe. Còn có nhiều người mà mình nói đạo đức đến người ta nói cũ rích. Đạo đức có cho họ tiền để mua gạo ăn không? Nên từ nơi đó mà mình khi mà nhận thức sâu sắc rồi, quý vị nhớ, cái thời cuộc có phát triển cỡ nào phát triển nha, mà quý vị phải có đạo đức quý vị mới lập nên sự nghiệp. Chắc chắn rồi. Tại vì sao những đức nhận thức được? Tại vì ngày xưa những đức ngoài đời cũng nhiều thủ đoạn lắm quý vị. Khi những đức lên thành phố, khoảng 3 năm sau là những đức có tư tưởng của thủ đoạn như thế nào. Mình nói bây giờ mình muốn phát triển ở đây thì trước nhất bây giờ mình phải tìm cách làm sao quen biết một số người ít gì người ta cũng có khả năng một chút, đi từ con đường đó. Mà mình muốn chơi được với những người đó thì nhất định phải đặt từ vấn đề là uy tín mới chơi được với họ. Nhưng mà đó là tâm thủ đoạn mấy vị, chứ không phải chân thật. Rồi những đức sống ở thành phố, những đức dùng nhiều thủ đoạn để sống lắm mấy vị. Nhưng mà sau cuối cùng những đức vẫn nghèo sơ nghèo sát. Phải chẳng nghèo là không được gì. Khi mà 29 tuổi những đức gặp Phật Pháp. Khi những đức học Phật thì đến với cửa Phật á, là thật sự mà nói những đức không phải là người ngưỡng mộ Phật Pháp, mà là những đức cảm thấy rằng mình ngoài đời nào là ăn nhậu hư hỏng sai quấy, cha mẹ thì mất hết, bản thân mình thì mỗi ngày sống thì làm ra tiền thì cứ ăn nhậu ăn chơi hết rồi. Giết rồi cảm giác bản thân mình nó cũng ngát, giết chán đó, quý vị hiểu chưa? Thì những đức gặp được Phật Pháp, những đức nghĩ rằng nếu mà bây giờ mà mình có duyên đi tu á, đi vô chùa chỉ cần cho mình ăn 3 buổi cơm thôi, mình làm việc trong chùa cho nó yên phức cho rộn. Nghĩ vậy thôi. Những đức chỉ nghĩ vậy thôi quý vị. Thì tự nhiên có duyên những đức đi tu. Nhưng khi những đức đi vô chùa là giống ngoài đời, những đức giữ bao nhiêu, hung sùng bao nhiêu, thủ đoạn bao nhiêu, thì những đức đi vô tới trong chùa thì những đức dẹp sạch nó luôn. Tại sao phải không? Những đức nói là ngoài đời những đức dùng bao nhiêu cách những đức cũng đâu có được đâu. Vô chùa này cần cái gì nữa mà mình dùng thủ đoạn nữa. Những đức nghĩ đa phần ấy vì hồi đó những đức mới tu, những đức nghĩ trong chùa không có tiền. Nó thật là những đức nói chỉ có ngoài đời chứ trong chùa người tu là không có tiền. Nên những đức nghĩ rằng là đi vô tới trong chùa là không còn cắt. Những đức đều nghĩ là người tu họ không có tiền. Hồi xưa những đức nghĩ gì đó. Nên khi những đức đi tu đó, những đức dẹp sạch hết trơn. Rồi còn chút đỉnh gì đó, một là thiếu nợ thì trả nợ. Hai á, còn nếu thiếu chầu nhậu nào ai thì rủ đi nhậu. Có nghĩa là trước khi mà đi tu á, là rồi là về ăn Tết á, là còn chút đỉnh tiền thì dẫn mấy thằng bạn đi nhậu. Mà lúc đó ăn chay nhưng mà đi nhậu được, đi qua Hà Tiên chơi, quá trời nhậu luôn, nhậu cho hết tiền mà. Rồi chỗ nào cần đi chơi thì đi chơi. Chuyến này là xong rồi đi tu đó. Xong rồi mùng 4 Tết những đứa té xe gãy tay. Mà mùng 6 Tết là định đi, là quyết định đi tu. Mà Tết về thì bình thường như thanh niên bình thường ngoài đời thôi. Xong mùng 4 nó gãy tay, cái ông anh kêu thôi cái tay bị vậy rồi thôi tới nó lành đi hả đi. Nó nói, mình nói thôi để kệ nó ra tính. Mà mình quyết định mùng 6 đi là mình đi. Đăng tay rồi bó tay rồi xong mùng 6 mình đi. Xong mà mình đi lên thành phố cái tự nhiên mình té phát nữa lột móng chân. Rồi xong cái người anh bạn ở trên thành phố kêu ở là nghỉ ngơi đi. Mình nói không quyết định đi, mùng 6 đi. Có mấy nhỏ bạn đưa lên trên chùa.
sau này nhỏ bạn trên thành phố nó cũng tu, một đứa đi qua bên Đài Loan mình ở nó cũng tu, và hôm nó mới về đây dự lễ. Rồi mình đi lên tới chùa cái té cái nữa nó xúc thì móng chân bên kia, tay thì gãy, móng chân thì xúc. Cái đang đi cái chợt cái nữa cái cây nó đâm vô cái phỉ chân á, lủng lỗ làm độc. Mỗi lần lễ vật máu nó chảy ướt cái miếng niệm á chứ. Mà mình nói giờ mình đã vô tới đây rồi, ngoài đời không còn cắt nào chứ. Bây giờ được không được gì cũng phải tiến thôi. Quay về mặt mũi nào nhìn mọi người. Mặt mũi. Cũng nhờ cái mặt mũi đó mà ở trong chùa không còn đường bước ra. Tới trong chùa còn 500 ngàn quỳ trước Bồ Tát Quán Thế Âm. Con giờ tới đây mà chưa xin thầy chủ trì được ở, nhưng giờ còn đúng 500 ngàn. Thầy bỏ vô thùng Tam Bảo luôn. Nếu mà xin thầy chủ trì mà cho ở cũng ở, mà không cho ở cũng lì luôn. Vì không biết đi đâu. Lì quý vị. Thì vô xin thì bị chú trì nói là thôi tay chân gì gãy tùm lum tùm la, nhìn cũng ớn quá. Nhưng mà thôi xuống nhà bếp phụ được gì phụ đi. Mình ngoài đời là thợ nấu mà, đi vô chùa cũng không đơn giản. Ban đầu mình đi tu thì đa phần chúng ta đều nghĩ trong chùa là đẹp nhất, người trong chùa là hiền nhất. Nhưng khi bị vô chùa thì quý vị sẽ thấy là hiền cũng có mà dữ cũng có. Thấy không? Tại vì sao? Chùa Ta Bà chứ không phải chùa Cực Lạc. Chùa Cực Lạc thì mới hiền hết, thượng thiện hết. Chùa Ta Bà thì có hiền có dữ. Mà trong chùa đông gì cũng có móc túi nữa. Thấy chưa? Nó đa dạng không? Quá đa dạng. Xong ngoài đời mình đã trải nghiệm xã hội trên thành phố mười mấy năm, bươi chải sống gặp đủ thành phần, đủ chuyện. Khi mình đi vô chùa thì mình nhìn sơ qua mình biết nhiều lắm. Mình biết về con người tính tình sao nhiều lắm. Rồi cũng thấy vô chùa, cũng thấy có nhiều người vô chùa trốn hút thuốc. Rồi có nhiều cái lắm quý vị. Xong rồi lúc đó Nhận Đức nói, ô thì ra là ở trong chùa nó cũng có hai mặt thôi, chứ đâu phải nó hoàn toàn đẹp hết đâu. Vậy thì sao? Đưa lên kế hoạch là cái mặt nào đẹp thì học, còn cái mặt nào mà không đẹp thì kinh nghiệm. Thấy không? Có lần như nó đi một vòng mà thấy đâu mười mấy chú tập trung hút thuốc. Những đứa cái gì chứ từ nhỏ tới lớn không hút thuốc. Những đứa không hút thuốc, không uống cà phê từ ngoài đời, nhưng mà chỉ có nhậu và kiếm em thôi. Hai cái đó thôi cũng đủ chết rồi, đúng không? Nhưng mà tuyệt đối cà phê với thuốc Nhà Đức không hút nha. Không uống cà phê. Hồi đó tại Nhà Đức thấy mỗi lần người ta ghiền cà phê, người ta cứ chạy đi tìm uống rồi. Người ta uống cái người ta nói đã quá. Còn thuốc á, người ta không có thuốc người ta nói lạnh quá, người ta kéo dài ngao. Nhà Đức nhìn vậy mà Nhà Đức không thích thôi, nên không uống thuốc và không uống cà phê. Thì khi những đứa vào ngôi Tam Bảo, những đứa thấy nó tùm lum hết chứ, nó không phải đơn giản như mình nghĩ đâu. Nên nói gì để cho quý vị khi đi tu quý vị có góc độ, chứ không thôi quý vị tưởng nó đẹp quá rồi cuối cùng mình đi vô trong chùa mình mắc tính tâm thì sao. Nhưng mà cái học được hay không học được là chính quý vị. Vì trong Phật môn nó có cái hay mà, nó rất là hay. Nếu bị gầy dựng được thì nó cực kỳ hay luôn. Thì bản thân Nhận Đức á, gặp những người ta trong chùa người ta cũng dữ lắm, người ta cũng chửi mình luôn nữa. Thì Nhận Đức nói mấy cái chửi này không ăn thua với Nhận Đức. Cái mặt Nhận Đức ở ngoài đời nó kiếm cơm ăn, nó chai còn tấm thớt nữa. Vài câu chửi này không còn ăn thua nữa, thiệt. Thật sự không ăn thua gì hết, mặc kệ, không quan tâm nữa. Cứ như vậy. Đầu năm sau Nhận Đức quản chúng chùa. Rồi 5 năm ở một nơi, xuống đây thì khoảng 10 năm.
là 15 năm đi tu. Nên khi Nhân Đức đến với Phật Pháp thì Nhân Đức mới thấy, ô thì ra là tiền nó nằm trong chùa, chứ không phải như mình nghĩ trong chùa không có tiền. Tại vì sao? Vì con người đa phần ai cũng nghĩ tu phước, tu phước ngay Phật, cúng dường Tam Bảo, tu phước gì. Nên cuối cùng giúp cho nhiều người xuất gia chúng ta không khéo thì biến chắc. Vậy đó, nói câu này là gọi là không khéo thì biến chắc. Còn nếu như quý vị khéo léo thì toàn lấy của người ta để đầu tư cho người ta, thì quá đặc biệt. Những đức từ khi đi tu tới giờ không bỏ một đồng vốn, chỉ bỏ công thôi. Vì mà bây giờ được lòng thiên hạ, được lòng mọi người. Hiện tại nuôi 2.000 người già, rồi hòa thượng xây chùa thêm, tương lai ngôi chùa đã nuôi 1.000 người nữa. Nhưng Đức thấy rằng Phật Pháp rất là hay, Phật Pháp rất là đặc biệt. Và bản thân mình dù có tất cả đi chăng nữa, xem nó rất là phù du ảo ảnh trong cuộc đời. Vì nuôi bao nhiêu người già, người già cứ chết đây rai hoài. Sáng nào ăn cơm xong tranh thủ chạy đi thăm các cụ một chút. Mới thăm đó, ngày mai khi bà cụ đã bắt chết queo. Từ cấp Tết giờ các cụ mắc cũng 20 cụ. Nhìn từ cái vô thường nó tự nhiên bản thân mình thấy rằng thì từng ngày đi qua bản thân cũng sẽ đến mình thôi. Rồi cái danh cái lợi gì trong cuộc đời mà chúng ta cầm theo, càng sâu sắc thì càng thấy công nhận Phật Pháp dạy quá hay. Nhưng xin thưa quý vị, khó ai vượt qua tiền bạc và danh lợi lắm. Khó lắm, cực kỳ khó luôn. Đồng tiền nó có một cái ma lực gì, nó sai khiến con người chúng ta. Nói rằng là ma lực của đồng tiền, chứ thật sự thì từ lòng tham con người mình sanh ra thôi. Từ lòng tham chính mình sanh ra thôi quý vị à. Chứ đồng tiền nó là vật vô chi, mà lấy đâu là ma lực. Nó chỉ là lòng tham từ tâm con người sinh ra, để từ lòng tham sai sử mình. Và mình muốn chiếm hữu đồng tiền, để dùng đồng tiền để dùng cho nhiều thứ. Từ nơi đó mà không biết đủ, rồi cuối cùng chúng ta đi vào con đường mà gọi là đọa lạc trầm luân, khổ đau. Nên đồng tiền nó không có ác, mà ác là do tâm con người. Nếu con người mà thiện thì cầm tiền thiện, con người ác thì cầm tiền ác. Nên chúng ta quan trọng là học Phật là phát được cái tâm thiện, khác với thiện tâm. Nên Nhân Đức thì quý vị biết rằng cha mẹ thì chết hết rồi, anh em thì ai có gia đình, họ có gia đình của họ. Bản thân Nhân Đức đi tu, hiện tại là tất cả con người mà Nhân Đức được gần gũi. Nếu nói về câu thế gian, chúng ta là người dân nước lạ, không có bà con ruột rà gì hết. Nhân Đức cũng không có vợ con gì hết. Thì trong cái cuộc đời này, những đức mà không còn làm việc ý nghĩa trong cuộc đời chứ làm gì? Ngồi suy nghĩ đi, đúng không? Bây giờ mình có 10 ngôi chùa đi chăng nữa thì cuối cùng cũng để lại cho đệ tử thôi, để lại cho nó thôi. Còn ngoài ra mình có tiền nhiều cỡ nào mình có cầm theo không? Nên từ nơi đó mình cũng đâu có vợ con gì đâu mà để lại cho họ. Còn anh em thì mỗi người mỗi công việc của họ, chúng ta không dính líu với họ. Tại họ ngoài đời, ta thì đi tu. Chuyện đi tu là chuyện của mình, bản thân mình phải làm. Nên từ nơi đó mà đối với Phật tử thì chúng ta giống như thăng bằng quyến thuộc. Nên quý vị đi đến đây mà được vui, được an lạc, điều đó cũng rất là đặc biệt.
Nhưng mà những đức thì có những cái nói chuyện cũng nói rất là thẳng. Thấy không? Ta nói lời thật mắt lòng. Nhưng quý vị thích thật hay thích giả? Nhưng mà hiểu nhau thì thích lắm quý vị. Đúng không? Giống như một con người mà họ không có người thân, không có vợ con gì hết. Vì thì nhất định họ chơi với mình là quân tử. Tại vì sao? Đâu có gì đâu. Đâu bị lôi kéo ràng buộc gì đâu quý vị. Đó. Nên ca sĩ với tu sĩ nó cũng có cái chữ sĩ nằm bên trong. Nhưng mà nếu chúng ta không có chữ sĩ cho khéo léo thì chúng ta thành chữ xỉn. Nó nên chữ sĩ là cái chữ ngày xưa gọi là quân tử đó quý vị. Kẻ sĩ. Nên từ nơi đó mà nếu mà không sĩ thì là xỉn. Vậy thôi. Nên tại sao mà cả người tu hành thì có những người chúng ta cũng không khéo cũng vướng vào cái việc danh lạc. Không chi là ca sĩ. Tại vì sao? Vì mình còn ở xã hội. Còn xã hội bên ngoài. Bây giờ các anh chị ca sĩ ai cũng ăn diện vậy đó. Mà kêu không có tiền sao mà ăn diện biết không? Đúng không? Nó. Mà bây giờ bước lên sân khấu mà không đẹp á, thì người ta cũng chê. Cố gắng làm đẹp mà làm đẹp nó cũng khổ. Nhận đức nói thiệt chứ. Cái gương mặt bình thường gì không đánh cái gì chứ nó khỏe. Rồi cái môi gì không tha cái gì hết thì khỏe. Ăn uống nó cũng khỏe nữa. Chứ bây giờ mà cái môi gì mà một bệt lên mà nổi ăn không cũng là. Nếu mà hô Nhẫn Đức á nghe. Mà nội ăn thôi mà cũng là gì rồi nè. Sợ dính vô môi chứ quý vị. Rồi nếu mà mặt mà đánh nhiều quá, gùi mũi mà nó cắn vô nó cũng dính luôn. Nhưng mà giờ mấy anh chị ca sĩ phải hy sinh để mong cho mọi người nhìn thấy đẹp mà thích. À, còn nếu mà Nhẫn Đức mà lên mà cũng đánh kem tai son đó thôi chắc người ta xỉu hết đúng không? Hiểu không? Đó. Nên quý vị biết rằng là chúng ta sống trong cuộc đời này quý vị, có những lúc mà mình thấy có được hạnh phúc thấy mừng. Tại vì nhiều người ta khổ quá. Bây giờ có nhiều nơi người ta không có nước uống. Nên mình uống nước, mình gót đủ uống, mình uống hết đi. Tại vì có nhiều người ta không có nước uống, mình uống thừa mình bỏ làm chi. Mình mong mình uống ít một chút nước để mỗi người mình uống một chút bớt đó. Bớt lại một chút để làm chi. Mình hồi hướng cho những nơi mà ta không có nước uống. Có tâm vậy đó. Những đức hồi đó giờ uống nước thường là những đức quy tắc mình uống bao nhiêu nước. Bây giờ những đức giảm lại một phần nào. Để mong hồi hướng cho những người ta không có nước uống. Nếu mà đông người gì mà có tâm gì nó cũng cảm thấy lá lành đùm lá rách đó. Như năm xưa mà thời Bác Hồ còn tại thế, nắm gạo tình thương. Tuy là nắm gạo mà cũng nuôi được những người đánh chặn. Đó. Quý vị biết rằng là con người ai cũng mong có cuộc sống. Mà nước là cái quan trọng, không có nước uống khổ lắm. Mà nhiều nơi giờ người ta không có nước uống khổ. Mình nghĩ vậy tự nhiên mình cũng thương người ta. Bây giờ mình học Phật rồi, bản thân mình biết nhân quả. Nhiều người thì người ta tin, nhiều người ta không tin. Nhưng đức thì tin nhân quả. Tại vì sao? Vì chùa mình mỗi ngày bên đây với bên kia 2-3 ngôi chùa. Thì 2.000 người ở trong chùa quanh năm suốt tháng. Mà quý vị thấy cái lượng người mà đi đến chùa mình thường xuyên trong một tuần lễ. Như thứ bảy, chủ nhật là thường xuyên đến, số lượng rất đông. Còn khi lễ tổ chức mấy ngày liên tục là có khi mấy ngàn người ở. Còn dưới Quan Âm khi mấy chục ngàn người. Sắp sửa Phật Đản tới nơi cũng mấy chục ngàn người nữa.
Vậy mà quý vị thấy ở đây mình vẫn còn có nước uống, thì mình mỗi ngày cũng có cơm nấu ăn. Vì thấy điều này cũng là một cái điều mà trong nhà Phật phải có một cái gì đó đặc biệt, quá đặc biệt. Chính như thấy ngày xưa nhà như Đức dưới quê cứ hết gạo hoài, cứ đi mua một thùng gạo ăn. Mà ngộ quá, nhà mà hết gạo mà mua gạo ăn, sao nó ăn nhiều quá trời. Mua gạo là nó ăn nhiều dữ lắm, mau hết còn hơn cái gì. Thấy không? Bây giờ mà chùa đông gì mà ăn gạo mà không hết, mà có khi lâu lâu mình còn phải tặng gạo cho bà con chầm sớm. Qua Phật đản chúng ta sẽ tổ chức khiếm thị. Lúc đó Hoa hậu Kim Thoa sắp xếp cho anh chị ca sĩ hát khiếm thị chắc cũng cỡ cái chục ngàn. Mà lúc này mà khiếm thị tổ chức chắc đông lắm á quý vị ơi. Có khi cũng không phải khiếm thị không đâu. Thấy không? Không mà những gì mình làm được thì mình làm hết thôi. Làm được thì mình làm thôi. Mình cảm thấy việc đó mình làm cũng cảm thấy vui. Sanh không mang đến, chết không mang đi quý vị ạ. Nên Nhân Đức nói rằng là quý vị đã nghe Phật pháp rồi, bị sống làm sao có cái tình cảm con người. Mà có tình cảm con người thấy bình an nha. Nếu như quý vị sống mà quý vị chỉ biết tiền thôi là bị bất an đó. Nhân Đức nói với giờ có anh chị ca sĩ ngồi đây cũng đông nè. Có những người ca sĩ người ta cũng nổi tiếng lắm á. Rất là nổi tiếng, người ta cũng không thiếu tiền đâu. Mà người ta có khi lại thiếu sự hạnh phúc. Thiếu hạnh phúc. Có khi chúng ta không thiếu bạn đâu, gặp nhau, chơi nhau, vui đông lắm. Nhưng mà có khi chúng ta trở về gia đình mình lại thiếu hạnh phúc. Mà khi mình chơi với bạn thì mỗi người nó có cái lập trường khác nhau, mỗi người có sự tính toán khác nhau đối với nhau. Tại vì mình không có một cái gia đình là vợ chồng hoặc là những người thân ở trong nhà tin tưởng nhau, nên chúng ta thiếu đi cái hạnh phúc. Thiếu hạnh phúc. À, mình thấy mà bây giờ mình đặt câu hỏi mà tại sao có những người ta nổi tiếng mà người ta chết sớm gì? Câu này chúng ta phải đặt lên câu hỏi. Vì giờ Như Đức cũng nổi tiếng, ở chừng Như Đức cũng chết. Bây giờ mình cũng đặt lên câu hỏi để bản thân mình có đáp án một chút. Khi mình nổi tiếng quá mà mình chỉ có bổ túc cho cái danh lợi thôi, cá nhân thôi, thì khi mình hết phước mình chết. Chết. Thì giống như một cái cây mà nó khô mủ thì cái cây chết. Con người mà hết phước thì người sẽ chết. Con người khi tuổi thọ tăng lên là phước nó kéo dài. Nên khi con người mình mà có danh có lợi thì mình nghĩ đến người ta khổ. Mình phải làm việc thiện, việc tốt, ý nghĩa trong cuộc đời. Từ nơi đó mà cái danh mình nó càng phát triển mạnh, mà cái phước mình cũng theo đó mà phát triển lên. Và tuổi thọ mình cũng theo đó mà kéo dài. Nhưng phải làm chân thật nha. Phải làm chân thật chứ không phải là mình làm ra để mình cầu cái danh cho bản thân mình. Chứ không phải là mình bỏ con tép mà mình muốn bắt con chuột. Không phải vậy đâu. Nếu mà mình mà bỏ con tép bắt con tôm là bản thân mình đã sai rồi đó. Quý vị thấy có những người trong cuộc đời này người ta làm thiện, người ta làm rất là lớn. Nhưng mà người ta làm vì một ý đồ khác chứ không phải là chân thật tận đáy lòng người ta làm. Thì nó cũng tốt, nó cũng lược lợi cho bao một số người, nhưng mà dưới cái tâm mình nó không phù hợp. Phải làm sao mà chân thật từ tâm kìa. Nếu như một người mà có danh có lợi lớn mà vì cái cá nhân mình thôi, để bồi dưỡng cái danh lợi mình thôi, chắc chắn bị sống không thọ. Sống không thọ. Hoặc là sau này khi bị lớn tuổi bị sẽ bị lặng, bị điên, lang thang vậy đó. Những đứa coi một số người nổi tiếng nghe, mà cuộc đời của họ khi kết cục cuộc đời không tốt. Không tốt quý vị. Thì bây giờ bản thân mình cũng cái đà có tiếng tâm. Bản thân mình phải coi những người đã đi qua để bản thân mình làm sao đừng đi theo con đường đó. Đừng bước theo cái vết xe đổ đó.
mà mình phải lập lại một con đường mới. Lập lại con đường mới. Nên chúng ta gặp nhau mà chia sẻ những điều này quan trọng. Quan trọng để bản thân mình mỗi người sống nó đặc biệt, sống có ý nghĩa quý vị. Nên mình thấy mà bây giờ các anh chị ca sĩ cũng thấy rõ ràng. Các anh chị ca sĩ nổi tiếng chứ nói chứ. Cái tình duyên vợ chồng nó có khi nó lại ít có ca sĩ nào mà vợ chồng mà hạnh phúc quá. Ít lắm. Anh chị ca sĩ nào mà hạnh phúc là người ta cũng ngưỡng mộ lắm nghe. Mà biết sao mà các anh chị ca sĩ mà ít hạnh phúc vì gia đình không? Tại vì các anh chị có tiếng tăm, có tiền. Nên chỉ cần động đến một cái là chia tay. Động đến thì chia tay thôi. Ngày xưa người xưa người ta thông minh ghê. Mình bây giờ mình tưởng đâu ngày xưa người ta làm vậy là người ta dạy. Không phải. Người xưa người ta rất thông minh. Riêng phụ nữ người ta không cho đi học. Mà người ta dạy ở nhà mai giá không. Với người ta dạy nuôi con. Chăm con, nuôi con, dọn nhà cửa. Quý vị coi ngày xưa cái chuyện ly dị nó ít dữ lắm. Bây giờ chia tay cũng như là đổi áo, đổi quần. Đúng không? Quý vị thống kê bây giờ với cách nay vài chục năm thôi. Phải là bây giờ ly hôn càng ngày càng nhiều không? Tệ nạn càng ngày càng nhiều. Nhưng chúng ta lại nói rằng bây giờ là văn minh. Có văn minh nào mà con người lại đi dễ thay đổi với nhau? Chỉ có con người chạy theo vật chất và tự hào cho rằng bản thân mình dễ kiếm tiền được. Mình cũng có khả năng kiếm tiền, anh cũng có khả năng kiếm tiền, em cũng có khả năng kiếm tiền. Anh mà đụng em chia tay với anh. Từ nơi đó mà dễ chia tay với nhau. Còn ngày xưa, người vợ bị chồng chửi, chồng đánh, giảng sống như vậy. Và ở vậy, lo cho con cái. Sống tới 70-80 tuổi, kể lại cuộc đời đã đi qua. Tao ngày xưa cũng sống với ba mày cũng khó khăn lắm. Nhưng mà tao vẫn chịu đựng và sống tới bây giờ, nuôi tụi bay. Có không? Sự thật là như vậy mà. Đó. Nên bây giờ nam nữ bình quyền, phụ nữ cũng đi làm ăn, phụ nữ cũng kiếm tiền được. Nên chia tay dễ. Thêm nữa là cho quý vị một cái góc độ gì? Cho quý vị một cái góc độ chọn lựa lại. Cho quý vị một cái góc độ là chọn lựa lại. Là quý vị đã lỡ dính người này rồi, nhưng mà bây giờ quý vị có danh có lợi, quý vị vẫn còn đẹp. Cho quý vị một cái cơ hội để chọn lựa lại một con người sống với mình có sự mới mẻ lại một chút. Nên cuối cùng thay chồng đổi vợ. Danh lợi càng nhiều thì con người dễ xa nhau. Đó. Giống như Nhân Đức với Phật tử ngồi đây 10 năm nay, chúng ta nói câu thế gian một chút, gặp nhau chơi chung với nhau cũng thấy gương mặt quen này gần 10 năm. Quý vị đến chùa có bao giờ mà có người nào quý vị đi đến chùa mà Nhân Đức xin quý vị cắt nào không? Nhân Đức mạnh dạn nói quý vị một câu. 15 năm Nhân Đức đi tu, Nhân Đức chưa bao giờ gặp một người nào mà Nhân Đức nói rằng Nhân Đức đang kẹt tiền, quý vị có thể phụ Nhân Đức một chút không? Chưa có một lần nào hết. 100% luôn. Chưa lần nào hết. Chỉ là cái việc làm tốt đó như vậy. À, làm tốt đó nó làm không? Làm thì cùng làm, không làm thì thôi. Quý vị có quyền làm, quý vị có quyền không làm. Đó là tự phát tâm tự hiểu đó. Nên quý vị biết rằng thà đến nhau gì mà nó lâu dài. Thấy không? Cái gì cũng đừng nên thăng quá. Thăng quá nó cũng tác dụng phụ. Thăng quá thì nó ghét quá. Tại vì thăng quá rồi nó biết nhau hết rồi. Cái gì nó cũng lộ hết rồi. Mà khi nó ghét rồi thì bắt đầu nó lặt tẩy với nhau. Thấy chưa? Nên mỗi một con người từ đời đạo gì có những cái bí mật mà mình nên chôn vùi nó vào vĩ vãn đi. Còn nếu như quý vị mà có được chút tứ đại dây không thì quý vị cứ vạch trần thoải mái. Vì nó không có sao. Vì quý vị không còn gì để mất mát nữa.
Còn nếu như quý vị còn tác dụng phụ của cái mất mát á, thì quý vị hết sức cẩn thận. Hết sức cẩn thận. Giống như có cái cô này, cổ khi chưa học Phật, cổ vẫn sống với chồng cổ, mà cổ ra ngoài cổ có gian díu với một người đàn ông khác. Sau này cổ học Phật rồi, cổ nghe như Đức giảng, cổ đến cổ hỏi như Đức, dạ thưa thầy, con sống với người đàn ông bên ngoài tính ra mấy năm nay mà chồng con không biết. Bây giờ con học Phật rồi, con hiểu nhân quả rồi, con xin hỏi thầy, bây giờ con có về sám hối với chồng con không thầy? Nói rằng là bản thân con như vậy, để cho ảnh tha thứ cho con, để con hết tội. Thì Nhân Đức nói rằng, chồng của cô chưa phải là Phật Bồ Tát. Đúng không? Tốt nhất là cô gói gọn lại, và từ hôm nay cô đừng làm gì nữa. Đừng làm gì nữa. Tại vì sao? Khi mình nói ra mà sống với nhau á, nó vẫn có một cái gì đó bị sức mẻ. Thà bây giờ một cái bình gì nó đang đẹp, nó đang tròn thì để nó tròn đi. Quý vị đập nó mớp một cái làm chi vậy? Để lấy cái bình này lại mà nó vẫn thấy bị mớp. Vì ác quá. Thấy không? Đó. Mà cái đặc biệt của quý vị đã lỡ sai vậy rồi. Bây giờ mình học Phật rồi, bây giờ mình nên bù đắp đi. Bù đắp là bây giờ chồng có chửi mình không buồn anh nữa, em sai mà. Rồi mình phải thương chồng nhiều thêm. Tự nhiên mình thương gì mà mình thương kỳ cục. Lúc đó người chồng nó càng ngưỡng mộ, nó công nhận bà này bà học Phật tới giờ. Tự nhiên sao mà bà thương mình dữ dằn người ta. Nhưng mà trong lòng mình nghĩ mình có lỗi với chồng. Mình đã sai với chồng mình. Giờ mình dứt phát bên kia rồi, mình phải hết lòng với chồng mình từ hôm nay. Đừng có nói gì chứ nhá. Đừng có nói. Nên có cái câu kêu lợi của nó, những đứa của nó một câu. Thầy ơi, con với chồng con cứ thường quýt lộn với nhau hoài. Cái chuyện này nè, là con hồi đó hai chồng nói chuyện với nhau, ở bên nhau, anh hỏi con ngày xưa có người yêu không? Con nói có. Anh hỏi con nữa, có người yêu có làm gì không? Cái con nói có người yêu mà không làm gì sao được. Cái anh hỏi nữa là làm cái gì là làm cái gì? Thì bà nói là cái chuyện của nam nữ. Vậy đó mà ổng đánh bà suốt luôn. Mấy vị đừng có dạy. Hiểu không? Đừng có dạy mấy chuyện đó. Tốt nhất mình chỉ nói một câu. Hỏi mình gì mình nói. Bây giờ em chỉ có anh thôi được không? Đúng câu vậy thôi. Nói chi những cái tự hào kia. Chứ đừng bao giờ mà giỡn giỡn nói câu đùa. Tôi ngày xưa bồ tôi còn đẹp hơn ông bao nhiêu lần. Mà sao không biết sao mà tôi không lấy ông xấu đó. Nói câu đó chạm tự ái, sức mẻ tình cảm. Nên giữa vợ với chồng mà có hỏi nhau những chuyện đó, mình nói là không, bây giờ anh với em là chỉ là số 1 thôi trong lòng nhau thôi. Còn những vị vãng đã qua thì nói chi vòng vo chi cho nó mệt thì. Anh đi hỏi những điều đó làm chi, em đi hỏi những điều đó làm gì, đúng không? Cái đó cũng như là một dòng nước trôi qua rồi, kéo ra làm gì nữa bây giờ, không? Không cần nói vòng vo. Đừng có kể. Đừng kể mấy cái chuyện của mình. Mình kể chuyện của mình là người ta nghe người ta bị ghen. Người ta ghen, người ta tức. Đó, con người ai cũng ích kỷ quý vị à. Không ai mà chịu chia tình cảm của mình cho người khác đâu. Hiểu không? Đó. Chỉ có những đức thôi có thể chia tình cảm được. Chỉ có một loại tình cảm mà có thể chia thoải mái, là tình cảm không bị ràng buộc. Chỉ có một loại tình cảm này thôi mới chia được thoải mái, là tình cảm không bị ràng buộc. Còn quý vị đa phần là tình cảm bị ràng buộc, vì quý vị có vợ, có chồng và có con, có một gia đình. Đó gọi là tình cảm có sự ràng buộc. Mà sự ràng buộc đó nó đi đến cái khổ gọi là xa lìa khổ.
Vì nghe những Đức kể câu chuyện mà cái mùa dịch mà hai vợ chồng này mà 70 mấy 80 tuổi mà bà vợ chết, bà vợ chết mà ông chồng ông ôm bà vợ chết mà ôm cái xác chết á, mà ông nựng bả, ông hung bả, ông kể lể kinh khủng chưa, thì gan Phật nói xa lìa khổ vậy thế đó. Nên á bây giờ tu sĩ giảng pháp cho ca sĩ nghe, rồi chúc ca sĩ hát cho tu sĩ nghe. À, có qua có lại quý vị. Bây giờ quý vị coi, có một mình những Đức nói chuyện mà nãy giờ tính ra chắc cũng tiếng chưa? Tiếng rồi phải không? Mà một chút mười mấy anh chị ca sĩ vợt một mình những Đức. Thấy chưa? Những Đức nói cả tiếng đồng hồ một mình một. Một chút anh chị ca sĩ mỗi người bài hai bài, bài hai bài. Những Đức cũng ngồi đây cũng thêm cả tiếng mấy nữa đó. Nghe không? Đó. Thì chúng ta có qua có lại nha quý vị ơi. Không? Ông bà, quý vị ơi, anh chị ca sĩ đến chùa mình sao thấy người nào cũng dễ thương quá. À, làm như quý vị ở đây dễ thương nên chiêu cảm những người dễ thương đến không? Cái này quan trọng lắm, thấy không? Nên chúng ta được nghe Phật pháp là hay lắm quý vị. Đó, nên sống biết đủ thường vui. Mình bây giờ mình được gì chứ nhiều người ta còn không được như mình. Giống như nhìn cao quá thì coi chừng té đau. Nhìn vừa vừa thôi. Như những Đức nói là các anh chị ca sĩ là cũng có phước lắm á. Mình được sinh ra đời, mình được làm một cái vai trò mà dưới xã hội người ta cũng kính trọng. Đi đâu người ta gặp mình người ta cũng mừng, vỗ tay người ta xin chữ ký. Thấy chưa? Cái này là một cái vai trò mà giá chót gì cũng là tiên trên trời xuống đây. À, thấy vậy? Câu này nói thật á, có những người ca sĩ á, là người ta là ở trên trời á, mà phước ta giảm một bậc đi xuống đây á, nên ta còn hát hay á. Chứ bây giờ mà kêu những Đức hát, hát được gì đâu. Hát còn bé bé. Nên từ nơi đó mà hát được gì đâu. Nên quý vị biết rằng đó là cái vai trò đặc biệt. Bây giờ nè, những Đức cùng với quý vị Phật tử và các anh chị ca sĩ, chúng ta đời này, khi chúng ta qua cái đời này, bây giờ chúng ta về cực lạc một chuyến nha. Đúng quý vị. Bây giờ nè, Đức hỏi quý vị nè, sự hưởng thụ của chúng ta ở cõi này được mấy mấy thời gian, đúng không? Xin thưa quý vị nghe, có những người chúng ta vui cười trong sự khổ đau. Chúng ta vui cười để che lấp đi cái sự khổ đau của chúng ta phía sau. Nhưng Đức gặp một cái anh này là danh hài. Chàng ơi, anh bước lên sân khấu, anh hài người ta cười, đừng có nói nữa. Anh gặp như Đức này, anh nghe pháp như Đức giảng, anh lại nói chuyện như Đức. Anh nói câu nè, thầy ơi, này con nói thật lòng với thầy, con bước lên con hài, con nói chuyện người ta cười, đừng có nói nữa. Nhưng thầy biết rằng con về nhà con khóc không? Kinh khủng không? Mình không thể nào tưởng tượng được điều này luôn á. Người ta có khả năng diễn xuất như vậy đó, nhưng mà vạch vào cái vết màng phía sau thì người ta lại rất là khổ. Em thấy rõ ràng cái cõi này nó không tròn vẹn được quý vị. Không có tròn vẹn. Có những người mình mà bước lên bây giờ giảng pháp bao nhiêu con người người ta nghe gì, mai mốt cái chuyện gì xảy ra với mình, ai cũng trở mặt quay lưng mình, nếu mình không khéo mình cũng đau khổ lắm. Bây giờ trời ơi, đâu mất tiêu hết chứ. Còn lê que mấy đứa, ngộ quá, thấy không? Khổ quá. Bây giờ con người ai cũng muốn bước lên cái đà danh vọng. Mà cái đà danh vọng nó đã lên rồi thì một ngày nào mình phải suy nghĩ mình phải đi xuống chứ. Như con diều bay không thể nào mà nó bay lên hoài, nó phải hạ cánh chứ. Chúng ta được thời gian, chúng ta phải giao cái chức này lại cho người khác. Đúng quý vị. Chứ không lẽ mình muốn giữ hoài. Nhưng mà có một loại cách mà để giữ hoài. Cái là gì? Là quý vị phải giữ cái phước đức. Có những người người ta nổi tiếng tới già luôn đó quý vị.
là chắc chắn cái phước đức người này quá lớn. Và có những người nổi tiếng chỉ thời gian rất là ngắn là hết nổi tiếng. Quý vị đừng có dính vào danh lợi là vị sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng dính vào danh lợi là nguy hiểm lắm. Cái danh cái lợi mà khéo thì nó tốt lắm, nhưng nếu không khéo là nó là con rắn độc quay lại cắn mình. Không đơn giản đâu quý vị. Con người khi có tiền rồi mình sẽ thay đổi cái bản chất của mình lại, nó trở thành một con người khác đó, không phải chuyện giỡn đâu. Nên quý vị biết khi mà những đứa ngồi chia sẻ Phật pháp gì cho quý vị nghe, có những lúc những đứa không chia sẻ Phật pháp bị thấy những đứa chạy xe đạp giống khùng quá trận. Thấy chưa? Tại sao những đứa làm gì? Vì những đứa đi xuống lại. Nên sau này mà ai mà chuẩn bị đạp mình nói phan. Chuẩn bị đạp mình nói phan. Cái gì tao đạp mày? Phan. Mày khỏi cần bỏ công. Để tao đi xuống cho. Khỏi bỏ công đạp chi mất công. Không? Mọi người tao đơn giản bình thường quen rồi. Đơn giản bình thường quen rồi. Có một cái người này đến gặp Như Đức nói một câu: thầy bây giờ thầy nổi tiếng lắm á, nên thầy đừng có, ví dụ như Phật tử đến chùa đông đúc, đừng có ai xuống dưới ăn cơm làm chi, ngồi trên phòng ăn á. Hỏi chi à? Vì họ khó gặp được mình thì mình họ càng nâng cái nổi tiếng của mình lên. Còn nếu như mà thầy xuống thầy ăn cơm á, họ thấy thầy ăn quá, họ nhìn ngó. Họ nhìn ngó này nhìn ngó kia, rồi họ đánh giá mình. Chứ mình quá gần gũi với họ đánh giá mình nó tầm bậy. Mình càng gần gũi người ta thì người ta càng thương mình. Suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Ý nói là học theo cái cách mà tăng giá quý vị. Treo giá cao. Treo giá cao giết rồi không ai mua, chết mù. Cuối cùng nó ế luôn, chết mù. Thôi quý vị ơi, thời cuộc khó khăn, đừng có nên treo giá cao quá, ế chết. Hồi xưa dưới quê có con bé này, nhà nó cũng đẹp, sinh có đứa con gái nhà cũng khá giả, nhỏ cũng đẹp. Mỗi lần ai đến coi là ba nó cứ chê, ai đến coi ba nó cứ chê. 4-5 người ta đến coi ba nó chê. Ông nói là phải gả con nhỏ này là phải là môn đăng hộ đối. Cuối cùng nhỏ đến 30 mấy tuổi chưa ai cưới. Treo giá cao quá, cuối cùng nhỏ ấy 30 mấy tuổi không ai coi nữa, nó lỡ thờ là hết duyên. Quý vị, ba nó chê giết á, nhỏ tội nghiệp ghê, không ai coi. Sau này nó lên thành phố, nó đi lên thành phố nó buồn quá, đi lên thành phố nó làm, lên thành phố cuối cùng nó đi theo người ta. Nó bị thấy chưa? Nên mình làm cha làm mẹ, người ta đến coi con mình không được, mình cũng đừng có nói những lời tổn phước tổn đức, đừng có chê người ta. Còn mình thấy được được thì mình gả đi, chứ coi chừng mai mốt nó còn tệ hơn nữa đó. Hiểu chưa? Nó còn có chầu cao cưới còn ngon á. Còn cái này mà đến lúc mà nó hôi ê rồi, lúc đó cho không người ta đó quý vị ơi. Hiểu không? Nên mình làm cha làm mẹ đừng có làm cho con mình mắc duyên, nghe chưa? Dù có giàu giàu mà ta lỡ ta coi con mình không được, mình cũng nói cho đàng hoàng: con tôi còn nhỏ chưa muốn gả nó. Nói cho đàng hoàng, mình đừng có chê người ta nhà nghèo xấu mà lỡ đây coi con tao. Nói gì không có đúng đâu quý vị ơi. Còn mình là con gái cũng gì nữa, mình đẹp đẹp nhưng mà đi ra đường người ta chọc mình là cùng mình cũng có duyên rồi. Mình không thích thì thôi, mình im im, mình cười cười, mình chạy xe về nhà. Chứ mình đừng có quay là mình hách người ta. Đẹp cỡ nào mà quay là xét. Mình làm cái kiểu đó giết rồi mình vô duyên vô dụng. Hiểu chưa? Hay quách người ta làm chi? Đúng không quý vị? Ta nói còn duyên thì kẻ đón người đưa. Hết duyên là đi sớm về trưa một mình. Nên mình khi có duyên mà phải sống thì sao cho cái duyên mình nó giữ được. Nó thì cái duyên mình nó lâu dài. Quý vị coi những đứa xấu hô mà người ta cũng thương chứ. Hiểu không? Là có duyên. Bây giờ quý vị nói đâu có đẹp đẽ gì đâu. Không? Nhưng mà người ta thương là do có duyên. Chứ bây giờ mà mình mai mốt mình treo giá cao nó ế á. Nên mấy anh chị ca sĩ sau này ai mà nổi tiếng quá nổi tiếng phải càng gần gũi công chúng.
Thấy không, ta chạy theo người ta xin chữ ký, họ ký đại cho người ta một cái. Chàng á, hồi đó nghe những đứa trên thành phố á, mình thì ít bao giờ xin chữ ký vì mình đâu có biết ký tên đâu mà xin chữ ký. Nó thiệt không biết ký tên. Thấy mỗi lần mà chống đồng người ta hát xong, ca sĩ người ta đi ra, người ta chạy theo người ta xin chữ ký. Mình cũng chạy theo. Mình chạy theo coi người ta ký chứ mình không có xin. Mình thấy người ta vậy mình chạy theo chơi vậy, mình chạy theo coi. Chạy theo. Có nhiều ca sĩ thì người ta cũng lịch sự lắm, à người ta cũng ký đàng hoàng. Có những ca sĩ thì người ta không ký. Mà người ta giống như người ta bận bịu hay gì vậy. Nhưng mà cũng làm nhiều người người ta ngớ người. Nếu mà mình có thời gian thôi kệ, xin chữ ký thì ký đại một cái đi. Mà chỉ ca sĩ ký ngon nhất là ký A Di Đà Phật. Từ nơi đó mà nên mình hồi đầu mình cũng nhìn thấy biết cái gì không, mà nhiều anh chị ca sĩ nghe nổi tiếng rồi cũng cũng chảnh lắm á. À, cái này mình nói mà ai mà có thì sửa đi, chảnh lắm. À, rất là chảnh. Nên những đứa nói anh chị ca sĩ mà lại chùa mà là hết chảnh nè, không còn chảnh chút nào nữa chứ. Mà chảnh là không có đẹp đâu nghe. Có ai nói chảnh mà đẹp không? Đẹp là nhờ không có chảnh. Như Hoa hậu Kim Tho đẹp là do đời trước không chảnh. Nên đời này mới làm có hậu. Chứ gặp mà chảnh trẻ ba lá hẹ là đố mà đẹp. Nên đời này mình đẹp rồi mà mình chảnh trẻ. Điệu đàn là hết đẹp. Đời sau là lùng xỉn xấu quá. Các bạn biết. Hiểu không? Đi lễ chùa mình à, gặp Nhân Đức là hết chảnh à. Hiểu không? Tại vì Nhân Đức quá xấu. Chảnh Nhân Đức chi bây giờ? Hiểu không? Đó, nên từ đó. Hiểu không? Nên quý vị biết rằng là cứ anh chị ca sĩ cứ đi về chùa mình đi là tự nhiên không còn chảnh gì hết chứ. Nó mà vậy đó người ta thương lắm nghe quý vị. Ta rất là thương. Nó ở này là mình chia sẻ thôi. Ai sao thì tự trong tâm mình biết. Nghe mấy người nói bây giờ trên thành phố giống như cái thời tiết nóng, nó nóng ghê lắm mấy vị. Nghe nói 50 độ vậy. Nghe nói nóng đến mức kinh khủng. Hồi nãy có anh đó nói gì. Mà ở đây thì nóng cũng không đến nổi quá hả. Thì biết rằng thì muốn cho cái thời tiết này nó giảm nóng tối đa là mọi người nên niệm thêm câu Phật hiệu. Và mọi người giảm bớt ăn con cá này, giảm sát sanh, rồi niệm Phật nhiều chút để cái tâm con người mình nó hiền lại bớt, nó nhẹ bớt lại. Khi cái tâm con người ta mà nhẹ lại thì cái quả địa cầu này đỡ nóng. Nếu như mà cái tâm của người ta mà nó săn hẳn, đố kỵ mạnh lên thì quả địa cầu này nó nóng bức lắm. Ví dụ như mình thấy Phật Pháp hay, mình dùng mọi cách mình đem Phật Pháp mình giới thiệu. Ví dụ như địa phương của mình giúp cho nhiều người người ta biết Phật Pháp, người ta nghe Phật Pháp. Rồi nhiều nhà người ta có thờ Phật, người ta biết niệm Phật, lễ Phật, người ta tu. Rồi người ta dạy con cháu người ta đàng hoàng. Nhiều người vậy thì cái quả địa cầu này nó mát lại. Kiếp nạn nó giảm. Kiếp nạn nó giảm chắc chắn luôn. Ấn Độ thì nói mà, muốn cho thế giới hòa bình từ khi nhân loại đồng tình ăn chay. Ăn chay quan trọng.
Khi mình ăn chay cái tâm mình nó dịu xuống, tâm mình nó dịu xuống. Ví dụ như mình sống một cái nơi mà quá nhiều người đố kỵ với nhau, tranh danh đoạt lợi nơi đó, cái kiếp nạn những nơi đó lãnh đủ, tại vì nó không có cái lực bù trừ, nó chịu nặng luôn. Tại vì con người ta nó toàn là tranh danh đoạt lợi, hung dữ bạo ngược. Nên như Đức nói là có những ngôi chùa gì cho vị đến, cảm thấy vị gì đây, ở đây tu trong dịp lễ, vị thấy nguyên khoảng thời gian mấy ngày xuyên suốt, vị thấy có bao giờ mà những Đức nói gì cái chuyện mà cái vị về đây phải đặt vấn đề cúng dường gì đâu, nói tiếng nào luôn. Mình thấy người ta về đây tu mình thấy rất là mừng, tại vì nhà người ta tại sao người ta không ở đi cho nó thoải mái, về chùa nó nằm chen chúc chặt chội, thấy cái điều đó là mình thấy rất là mừng rồi, mình còn tạo áp lực chuyện chi mất công. Cái này là cái mà mình biết Phật pháp đặc biệt mình quý, mình thấy cái người ta đến tu mình mừng. Nên những Đức nói vị nghe chứ, Phật pháp đó, nó có cái hay là nó phương tiện. Phật pháp đó, nó lý giải hai mặt, mặt trái mặt phải. Thí dụ như quý vị học Phật nghe pháp thời gian lâu mà trong tâm mỗi người chúng ta mà nghĩ rằng mình bị thiệt thòi, mình bị oan ức, bị thiệt thòi, tại sao người đó họ tốt gì mà sao mà họ bị nói này nói kia, họ thiệt thòi quá, bị sai. Câu đó chỉ có thế gian không tu mới nói thôi, còn người tu giải thoát không có nói câu thiệt thòi đó đâu, nó không có thiệt thòi, không có thiệt thòi. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày nói rằng là Phật pháp không có riêng của ai. Thí dụ như một con người này họ thị hiện, họ làm một cái điều gì không phải, hoặc là con người đó chưa đến nỗi làm gì không phải luôn, không có chuyện đó luôn. Mà cái người giảng đạo người ta cũng dùng cái phương tiện của chúng sanh bị bệnh đó nên ta nêu lên. Ta nêu lên để làm chi phải không? Để cho những người sắp sửa dính những bệnh đó thì họ không làm. Có nghĩa là cái lý giải trong Phật pháp là để giúp người thôi. Thí dụ như thiện người ta nêu lên để cho cái người thiện học theo. Còn cái người làm sai á, mà người ta không nói tên tuổi mình, mà người ta nêu lên để làm chi? Để cho ngừa những cái người tiếp nói theo làm sai. Tại vì số lượng người ngồi gì nó rất là đông người ta. Nó không phải là con mình với những Đức ngồi giảng pháp, mà đặt là vấn đề là mình. Nên bản thân chúng ta là học đạo, nhớ kỹ cái câu nha quý vị. Trong cái cuộc đời này nó không có thiệt thòi đâu. Nếu như quý vị mà hiểu được nguyên lý này nó không có thiệt thòi. Tại vì nó đi vào nhân quả chứ nó không có thiệt thòi. Mình gieo nhân sao mình gặt quả làm gì vậy? Đó, quý vị nhớ là cái gì cũng gì quý vị, nó có lửa nó có khói, có khói có lửa vậy thôi, thấy không? Chứ nó không có bao giờ mà không có lửa mà có khói chứ, đúng quý vị? Nên ví dụ như giờ mình nhiều đời nhiều kiếp mình cũng chửi người ta thì giờ người ta chửi mình. Nhiều đời nhiều kiếp mình khen người ta không thì giờ người ta khen mình. Mình nói rõ ràng khỏi nhiều đời nhiều kiếp, trong hiện đời này mình cũng có chữ người ta mà. Thì trong đời này nhân quả đến nó chữ mình thôi chứ có gì đâu. Chứ nó không có cái chuyện mà mình nói mà thiệt thòi vậy chứ. Nếu mà trong cuộc đời này mà mình nói rằng là những cái việc mà mình thiệt thòi này thiệt thòi kia thiệt thòi nọ, mà mình không tin nhân quả mình phiền não. Khi mình không tin nhân quả là phiền não nó ập đến với mình dữ lắm luôn. Đó. Nên con người ta thường bị cái bệnh là cái ngã mình nó quá lớn. Khi cái ngã mình quá lớn quý vị, có những việc á, người ta chưa nói mình thôi, người ta chỉ nói phớt phớt để giúp người thôi là bản thân mình đã bị kích động. Cái ngã quá lớn.
Hiểu không? Nghĩa là nhiều người mình, quý vị biết rằng là mình không có danh gì hết đó nghe, mà cái ngã mình đã lớn gì đó. Nếu như mà gặp mà mình mà có danh chút mà ai mà động mình chắc mình giết người ta quá. Đúng quý vị? Mình là người bình thường thôi đó. Mà đi đến chùa mà học đạo thôi đó, được hướng dẫn Phật pháp tu đó, mà chỉ cần người ta nói thon thoáng để mà nhắc mình thôi đó, mình đã bị kích động. Mà kích động là cái gì? Kích động là ngay cái mình đã phạm, cái mình đã có phạm nên mình kích động ngay chỗ đó. Mà kích động là ngay chỗ nào? Là do cái ngã, cái ngã con người mình mà nó kích động. Nếu như mình mà không có dính dáng gì trên bản thân mình, bình thản lắm. Nếu mà mình đã bị kích động thì bản thân mình phải sửa. Đó, cái này là cái quan trọng lắm. Nên cũng vì cái ngã mà con người mình nhiều đời nhiều kiếp nó khổ dữ lắm quý vị. Nó rất là khổ. Là do cái gương mặt mình nó quá to quý vị. Gương mặt mình nó quá to. Thật sự mà nói con người thì ai cũng đa phần đều chi cầu danh lợi. Không? Cầu danh đạt đến cái lợi ích. Người xưa có nhiều bậc quân tử cũng vậy, người ta cũng phải cầu công danh. Không? Nên đó, cái người tu mình mà nó nặng về danh lợi thì nó không phải người tu hành. Nhớ. Ví dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni, nếu Ngài không có danh thì làm sao tới bây giờ giáo pháp của Ngài vẫn còn truyền trao? Nên từ nơi đó Ngài đi đâu cũng được hộ trì. Ngài không cần giữ tiền nhưng có người hộ trì cho Ngài, xây tịnh xá rồi cho Ngài ở. Ngài ở nơi đó giảng kinh mười mấy hai chục năm, xong Ngài đi thì Ngài để cái quyền sử dụng lại cho người khác. Nghe Đức Thích Ca Mâu Ni khi mà xây tịnh xá như bây giờ chúng ta nói ngôi chùa đó, Ngài có quyền sử dụng nhưng Ngài không có sở hữu. Khi Ngài giảng kinh thuyết pháp nơi đó mười mấy hai chục năm, khi Ngài đi đến nơi nào thì trả quyền sử dụng lại cho người khác. Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài không có đứng tên gì chùa gì. Nhưng mà mình nghĩ trong cái thời cuộc đó nó như thế nào, và trong thời cuộc bây giờ dưới pháp lý như thế nào. Nên mỗi thời cuộc nó có sự phù hợp. Nên từ nơi đó mà những đức đi tu mười mấy năm, đa phần chùa không phải chùa của những đức, mà người nào đi đến chùa cũng đa phần tưởng đâu những đức là chủ trì. À, 15, 16 năm đi tu, qua Đại Tùng Lâm thì người ta nói chùa của những đức, qua Đạo Tràng Ba thì chùa của những đức, đến Hộ Pháp thì người ta càng nói chùa của những đức. Mà trong khi chùa của Hòa Thượng thầy mình, chứ không phải chùa của những đức. Những đức không có gì cả, nghĩa là những đức chỉ được lòng người thôi. Nhớ kỹ, đa phần là những đức được lòng người. Còn á, về chùa chiền là của Hòa Thượng xây, thì phải nhớ kỹ chỗ này. Nghĩa là chùa này những đức chưa xây cái gì hết chứ. Đa phần những đức đến đây là chùa có sẵn. Những đức thì được có con cái là sơn chùa lại thôi. Chỉ sơn chùa lại. Nó nên giống như người vào chùa ở, con người thì tự người ta được cha mẹ nuôi khôn lớn, nhưng đến chùa thì những đức tuốt lại một chút thôi. Giống như mình không có sở hữu, thấy không? Được ngắm một chút thôi. Nên ví dụ như giờ tất cả quý vị đều là ở nhà của quý vị, đa phần là ở nhà quý vị không. Nhưng quý vị nghe những đức chia sẻ Phật pháp, quý vị cũng quý, cũng thích. Quý vị đi đến đây ủng hộ gì? Ủng hộ xong rồi mình trở về nhà mình ở thôi. Đúng không? Nên chúng ta giữa con người đến với con người với nhau
có thể giúp cho nhau được bình an, có thể giúp cho nhau có niềm vui, rồi có thể giúp cho nhau để mà có phương hướng giải thoát. Việc này cũng rất là mừng rồi quý vị. Nên khi mình nghe đạo, cái nào mà bài giảng á, mà cái nào mà nó hơi trúng ngay mình là mình nên suy gẫm lại một chút. Ngồi bình tĩnh suy gẫm lại những việc làm của mình. À, vì thì đặc biệt quá quý vị. Tại vì mình tu học mà, tu đấy là tu sửa thôi. Ví dụ như có những bài giảng như Đức mà như Đức chưa nói tới tên tuổi ai mà có nhiều người người ta đã buồn. Nói trong bụng ngộ ghê. Không nói tên tuổi ai mà cũng buồn. Nói để cho mình suy gẫm, để cho nếu mà đúng dính mình thì mình sửa. Còn ví dụ như bây giờ mình chưa sửa được để cho nhiều người khác sửa. Thấy không? Chứ có những cái nó cũng đâu có tốt đâu. Thì sửa được thì nó tốt thôi. Nên Phật Pháp nếu không có phương tiện, không biết lên nói cái gì. Không lẽ lên chắc đọc kinh với bị nghe. Có nhiều người người ta đi đến chùa nửa tháng lần, ta đi sám hối. Vì sám hối rồi ngày mai bị đi tạo tội nữa. Vì sao bị đi sám hối mà ngày mai đi tạo tội? Vì bị không hiểu được nguyên lý của sám hối. Sám thì nói ra, hối là ngưng lại. Mà mình chỉ lợi mình lại sám hối thôi, chứ mình đâu có hiểu được cái nguyên lý là đây là lỗi lầm mình đã tạo ra. Hôm nay mình sám hối với Phật là từ hôm nay con không làm nữa. Đâu hiểu nguyên lý này đâu. Mình chỉ lợi mình lại sám hối thôi, ngày mai mình đi chữ lộn nữa. Mình nghĩ đi, đúng không? Nên từ nơi đó mà ta đi đến chùa ta sám hối suốt luôn. Nhưng mà ta học Phật thì người ta lại không có niềm vui. Tại vì người ta không dừng lại. Nên mình nhờ, mình đi về chùa mình nhờ nghe Pháp mà mình mới có thể dừng lại những lỗi lầm mình đã tạo. À, có nhiều người, người ta nghe mình giảng ta thích lắm. Nhưng mà trong đó có một hai người thì người ta thấy quý vị mà, mà khi mà những Đức giảng mà bị vỗ tay hoặc bị la lên cái, người ta nói thầy kêu họ đừng có vậy nữa thầy. Những Đức nói với họ một câu: thời tiết lúc này nóng quá. Hiểu không? Thời tiết này quá nóng rồi mà có người người ta căng thẳng thần kinh, người ta quýnh lộn ngoài đường. Còn bây giờ họ cũng căng thần kinh quá mà họ cười thì cũng quá tốt. Thế vậy coi bây giờ á, nếu như tất cả những người quả địa cầu này mà ai, nghĩa là ai cũng cười gì hết thì tốt cỡ nào, đúng không? Ví dụ như một người ca sĩ người ta vô đi. Một người ca sĩ người ta vô mà ai cũng vui vẻ vậy chứ ca sĩ nào mà không thích. Đúng quý vị. Còn nếu như mà bây giờ mình im lặng luôn, tự nhiên cảm giác như người ta không có nồng nhiệt khi mình đến. Giống như mình đi đến nhà ai đi mà người ta không cần ngó ngàng mình gì chứ, cái cảm giác mình sao? Cảm giác mình giống như bị bỏ rơi, đúng không? Thì bỏ rơi. Nên á, mỗi người mình quý vị, nghe đạo mà lợi ích nhất á, là phải biết áp dụng. Quý vị áp dụng thì bị được lợi ích. Còn nếu như quý vị nghe đạo giống như nghe chơi, nghe cho vui thì bị không được lợi ích.
mười mấy năm nay nếu mà Nhân Đức mà đi học Phật mà cũng giống như đi chơi thì không có ngày hôm nay. Nên mình có những lúc mình rất là vui, nhưng khi nghe đạo phải có những cái mình phải ngồi suy gẫm lại. Để bản thân mình đi đến chùa học Phật, mình được lợi ích quý vị. Mà khi quý vị học Phật mà được lợi ích thì nhiều người quý vị học, người ta mới học theo. Còn nếu như bây giờ mà nhiều người mình học Phật, học ra bước ra ngoài một cái, về nhà một cái, tính nào cũng tật nấy thôi. Vậy thì quý vị nói ai nghe đây? Ai nghe? Nên cái khổ lớn nhất của con người ta là cái ngã mình quá lớn. Con người nó thật sự mà nói, có những loại người quá hèn vì chúng ta mất đi chính mình, không phấn đấu. Nhưng mà nếu quá kiêu ngạo thì cũng chính đó là cái để giết mình. Đúng không? Đa phần con người thì ai cũng có cái tự ái hết á. Như ngày xưa những đứa nghèo nghèo, ngoài đời nghèo lắm. Nhưng mà mình á, là thích mình làm, mình xài, mình làm, mình ăn đó. Mượn tiền thì trả tiền, như vậy đó. Nếu mà ai mà cầm tiền cho bằng một cái cách mà giống như xem thường mình, nghèo nha, nhưng mà có tâm kiêu ngạo là như thế nào? Không, đồng tiền tôi không nhận. Chỉ như vậy thôi đó. Có nghĩa là mình phải có cái tâm đó để bản thân mình phấn đấu thì được. Đúng quý vị. Chứ không lẽ giờ cầm đồ ăn luyện vô mặt mình, mình cầm đồ ăn để mình ăn, mình bắt cằn, rồi bản thân mình vẫn là nằm đó, nằm im đó, rồi mỗi ngày người ta đem đồ ăn ta luyện vô mặt mình cho mình ăn, vì sao được vậy? Không thể nào làm điều đó được quý vị. Vì con người ai cũng có một cái tự ái của người ta, ai cũng có một cái gì đó của chính người ta, bản thân người ta là con người mà, đúng không? Nhưng mà mình quá kiêu ngạo luôn, có nghĩa là mình quá kiêu ngạo, mình quá ta đây luôn, đó cũng là cái giết mình. Vì khi gặp một sự cố gì đến với mình, hoặc ai chỉ cần nói động tới mình, là từ ngay chỗ đó rất dễ kích thích để họ hại mình. Không? Kích thích để họ hại mình. Mà nhất là quý vị lên cái đà mà có tiếng tâm thì có nhiều mũi nhọn ta hướng đến mình. Mà bản thân mình không bình tĩnh thì mình rất dễ rớt. Ví dụ như giờ các anh chị ca sĩ mà nổi tiếng đi, cũng bao nhiêu người thương mà cũng có những người ghét chứ. Mình hát vậy bao nhiêu người ta nghe mình hát, ta nói mình hát hay, nhưng mà cũng có những người trong đó người ta chê mình hát dở. Rồi có những ông thầy giảng nhiều người ta thích, nhưng mà có những ông thầy, có nhiều người ta cũng không thích. Cũng như bản thân Nhân Đức mà, có khi cũng bị chữ te tua, không có tha ai đâu, đúng không? Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật mà còn bị chữ chi mình. Nó Đức Phật là một vị mà chứng quả cao nhất trong Phật môn, cái gì ngài cũng thông hiểu hết. Vậy mà trong thời Đức Phật còn tại thế mà có những người ta đâu chịu theo Phật học đâu, mà ta còn dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để ta hại Phật. Còn giả làm bầu bì, nói Phật ăn ở với tôi có bầu, giết người rồi xong đem chôn ở phía sau tịnh xá của Phật để mà du oan cho tăng đoàn, thấy không? Mà trong khi Đức Phật còn tại thế mà cái đức của Phật lớn cỡ nào, vậy mà còn có những người muốn hại Phật. Không chi mà cách Phật gần 3.000 năm. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị ơi. Nguyện đem công đức ca này hướng về khắp tất cả đệ tử và
tận Á Độ.